Hy vọng là mọi người sẽ đăng ký kênh và theo dõi anh Vinh cùng gặp cùng rất nhiều nghệ sĩ khác và các cầu thủ khác, và hy vọng sẽ được gặp lại tất cả mọi người trong dịp tiếp theo. Dễ thương rồi, có gì ở bà cũng bắt cỡ rồi. Ok, hãy nhớ theo dõi chương trình. Ok, lên xe. Ok, như đã hứa, Linh đã có áo để tặng cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta ký tượng trưng một cái thôi. Sẽ có hai cái nha các bạn ơi. Thể lệ như sau, các bạn hãy share đường link của tập này và tag 5 người bạn. Sau 24 tiếng, hai người được cao nhất sẽ được tặng hai chiếc áo. Ok. Thôi, mình ký cái... Đây. Ok. Đây, tên mình sao luôn. Tên sao? Rồi. Rồi. Quá ngon lành luôn, đồ mới luôn nha.